Vâng, vâng, giá cho em luôn ngay sau về nghiên cứu. Cái cây này, bao tiền? 15 lít chuẩn giá. Quê nhỉ? Quê. Cây đấy mà tiền thì chết. Cây kia lại là xương gà chứ không phải xương cá. Xương trà. Xương trà. Nhìn nó như cái xương cá nhỉ? Đẹp này. Nhìn nó như cái xương cá nhỉ? À, trà đây. Xương trà. Sơn. Sơn trà. Lần đầu em nhìn thấy cái đấy lẫn xương cá. Xương trà có hoa. Chơi nhiều nhưng mà chưa gặp cái đấy. Đây là gốc xương cá mới đẹp. Về nghiên cứu về nó lại có, biết đâu lại có tiền nó lại mò ra. Giờ chán chơi cái phôi rồi. Này là giật lơ được rồi. Có tí đấy rồi. Quả về gặp lợn ha. Đấy đâu là lợn không? Có lợn thì đã. Này là mấy tiền anh? Đây là 1 triệu. Xương cá hay đấy nhỉ? Vỡ một cái chậu đẹp. Con này vừa bảo bao tiền nhỉ? Được đấy, con này hay đấy. Xẻo kia mới cắt nhỉ? Cái nào? Cái cổ kia mới cắt nhỉ? Ờ, cắt năm ngoái. Không có lâu lắm. Được cái cây nó chưa ấy nhưng mà nó có nét, sạch sẽ. Đây là già. Sạch sẽ. Đấy, già lắm đấy. Mẹ già đẹp. Đẹp. Được. Không lên trông rồi. Nhà thiếu một người là hắn ra hồn. Trên cái là cứ bị mê ổi hơn, nhiều khi ổi là xấu hơn, nó cũng lấy ổi. Ổi nó đẹp luôn đó. À, thì nó ra là nó là đắt nhất xanh. Ổi thì cứ phải rút liên tục, không có lá to, xấu. Phải rớt em nuôi trồng ở mái, cắt trong. Đấy, thì có nghĩa là chơi thời vụ chơi đấy. Chơi ví dụ mùa này nó phá ra nhìn một cười nó hoàn thiện rồi, lúc đấy lá nó tự về, cắt nhiều lá tự về, chờ mãi để nó ra lộc, cuối cùng nó ra xong rồi lại mình trở lại phải chờ nó để cắt. Đúng rồi, sao nó có cái quả nó lủng lẳng cũng hay. Anh chùm ra hán ở đường này, anh bán được cái đẹp không? Được. Anh bán lên Lào Cai một lô 5 cây. Bây giờ ông hội trưởng ông vẫn triển lãm rồi. Vâng. Con này thì bao nhiêu anh? Con đấy á, con đấy 2 triệu. Cũng quê đúng không? Ừ, sách quê mà mới có ra đây. Đây là hồ tục. À, nghệ thuật đấy nhỉ? Xem cái này. Có Facebook à? Ừ, có chứ. Facebook là gì đấy? Biết cả. Biết cả. Tối về kết bạn các. Số kia có Zalo không anh? Có. Rồi, có gì? Chứ cả Zalo ấy. À, trên Facebook thì thường xuyên à? Alo. Có ấy mà. Có. Quê. Ừ, có ấy mà. Quê. Nhà chứ nó có thể đồ gì đâu. Con cối này mấy tiền anh? Cối này ghê nhỉ, củ khoằm ghê nhỉ. Hả? Bẻ kiểu gì mà giỏi đấy. Đây bọn nó bẻ. Bẻ bao lâu được cái này? Bẻ thì bẻ, nó co bằng dây ni lông. Cần nó dẫn, nó kéo dây ni lông. Nuôi dưới ruộng mà phát khổ quá nhỉ. Phát khổ. Đấy. Ngon đấy. Trong nhà còn nhiều lắm ạ. Vâng. Đây là gì? Được đấy. Đang thả ở tay kia.
tay kia định làm gì anh? Một tay bay ra em. Em nghĩ lùa về đằng này hay hơn chứ nhỉ? Không, một tay bay ra. Dành dành này, dành dành này, ác chiến đấy nhỉ? Dành dành thì mấy tiền anh? Dành dành nhỉ? Kiếm mấy củ dành dành này có tiền nhỉ? Sơn trà, xuống xem cái sơn trà. Chân thì anh nhiều cái bản tiền. Cái sơn trà này mất. Cái này thấp quá. Với để ở trên kia à? Con em đi đâu? Anh chợ rồi, làm gì chuyện lãm mà. Em đi nhiều người biết dễ bán. Không bao giờ cũng dễ bán thì đúng không? Đấy. Facebook là Nguyễn Thắng à? Ok, cảm ơn anh nhá. Đấy, giờ rước cái này về rồi. Cả tí nữa. Ừ, đi vào cái đường to là sẽ không bị đơ. Ngọn nào tí nữa thì mình dựng lại ngọn để dựng lại. Ngọn nào là dựng lại. Nói chung là thích rồi. Cái đoạn này là nó rụt thích. Cắt nhiều rất đau. Vâng. Chứ không thì cắt nó thuận đẹp. Chung là nhìn là cũng thấy thích rồi. Tay này nên xử lý sao tiếp anh nhỉ? Tay này. Đây này. Nó để là cắt được đâu, to quá. To quá. Bây giờ mình có cắt thì vẫn phải cắt vào đây, mà không nên cắt vào đây thì dài. Sau này mình diễn bông rồi che bớt cái đoạn này đi. Bỏ như là không khả thi đúng không? Không bỏ được. Rồi đi, nếu bỏ đi là bị lệch nhỉ? Bỏ bị lệch. Nếu mà cái thân này nó nằm em bỏ cái tay này thì bắt buộc cái tay này nó phải đuổi ra. Phải để cho nó hồi về góc là phải có tay hồi được. Hồi đầu. Rồi. Này ở trong này cũng lâu rồi đấy đúng không? Lâu rồi, bàn tay không trồng lâu. Rêu riết này. Này em về em kiếm hòn đá ong cho mà. Cho ngồi lên bàn đá ong. Thích cái này thôi, chúng chậu lâu rồi. Về cái tay này có định đuổi ra nữa không anh? Thôi chứ đâu. Đang để đuôi rồi. Thế là không phải mình đuôi nó phóng mà đuôi nó to ra là mình cắt mà. À. Cho lấy cái to. À, khỏe quá. Bồi cắt thì mệt. Thịt ra đây là đẹp rồi. Ok. Vâng. Mở hàng thôi. Hay mà, thằng mini rụt này hay. Đó, đấy.
em. Này mà làm có điện nhỉ, có tiền lắm. Đấy, hàng nào đây? Hàng mới mang đến à? Để chỗ đắng.